Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu. Trăm ngàn bậc kiếp có tìm cầu. Con đang nghe thấy chuyên tùy tụng nguyện tỏ Như Lai người nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 676 kinh Giải Thông Mật. Hán dịch đời Đường. Tam Tạng Sư Huyền Trang. Quyển 1, phẩm 1, mở đầu. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn ở trong cung điện lớn được làm bằng bảy báu rực rỡ lạ thường, và ánh sáng lớn chiếu khắp vô biên cõi nước. Nơi đó có vô số khu vực được trang hoàng xen nhau rất tuyệt diệu, vô giới hạn khó mà ước tính được, vượt lên trên ba cõi. Nơi đây được tạo thành cho các thiện căn tối thượng, nơi lấy tâm tức trong sạch và tự tại vô ngại làm bản thể. Nơi Đức Thế Tôn an trú, nơi các đại Bồ Tát phân tập, nơi vô số tám bộ chúng thường xuyên đến tập hội họp. Nơi sinh hoạt bằng sự vui thích mùi vị chánh pháp, nơi xuất phát mọi sự ích lợi chân thật cho chúng sinh, nơi dứt hẳn phiền não tai ương buộc ràng và nhơ bẩn, nơi tách rời các loại ma, nơi được sự trang nghiêm của Như Lai, nơi ấy đại niệm đại tuệ và đại hạnh làm đường đi, nơi ấy đại chỉ diệu quán làm phương tiện, nơi ấy đại không đại vô tướng đại phó nguyện làm cửa vào, nơi được kiến lập bởi các đại bảo hoa vương, nơi được trang nghiêm bởi vô lượng công đức. Trong cung điện, Đức Thế Tôn tuệ giác thanh tịnh hiện hành pháp bất nhị đạt đến vô tướng, an trụ nơi trụ địa chư Phật đạt tính bình đẳng, không chướng ngại, không lay chuyển. Chỗ thành lập của Đức Thế Tôn không thể nghĩ bàn, thấu suốt pháp tánh bình đẳng trong ba đời, thân Phật lưu bố khắp tất cả thế giới, trí không nghi ngại đối với tất cả các pháp, các hạnh đều thành tựu đại giác, trí không nghi hoặc đối với chánh các pháp. Tất cả hiện thân của Phật đều không thể phân biệt. Đó chính là cái trí tuệ vô nhị, thắng biển ngạn không sân tạp, là diệu trí giải thoát của Như Lai. Rốt ráo chứng không ở giữa không ở hai bên của Phật mà tất cả Bồ Tát đều mong cầu. Cùng với Đức Thế Tôn, bây giờ có đủ vô lượng chúng đại thanh văn, tất cả đều là Phật tử thuận thành. Tâm của các vị rất giải thoát, tuệ rất giải thoát, giới rất thanh tịnh, cùng hướng cầu cái vui vẻ giải pháp. Đây là những bậc học hỏi nhiều, giữ gìn và tích chứa nhiều học hỏi, suy nghĩ ý tốt, nói việc tốt, làm điều tốt. Trí tuệ các vị nhanh chóng, mẫn tiệp, sắc bén và quyết đoán. Trí tuệ thì rộng lớn không gì bằng, thành tựu quý báu đầy đủ ba sáng suốt. Đây là những bậc đạt được niềm vui để nhất hiện pháp, an trụ đại tịnh phúc điền. Là những bậc đầy độ oai nghi vắng lặng, thành tựu nhu hòa, nhẫn nhục lớn không suy giảm. Khẽ văn giữ thánh giáo của Như Lai. Là có vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát từ các cõi Phật về tập hợp. Các vị đều an trụ trong đại thừa, vô hóa pháp đại thừa, tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, lìa các phân biệt và không phân biệt mọi thứ phân biệt. Hàng phục tất cả ma oán, xa lìa mọi tác ý của thanh văn độc giác, giữ pháp vị hỷ lạc rộng lớn, vượt qua năm thứ sợ hãi, một mạch thẳng vào địa vị không thoái chuyển, dứt hết mọi bức bách khổ não của chúng sinh, hiện đã có mặt trước Đức Thế Tôn. Tên các vị thượng thủ đó là Đại Bồ Tát thâm giải thâm nghĩa ý, Đại Bồ Tát Như Lý Thịnh Vấn, Đại Bồ Tát Pháp Dũng, Đại Bồ Tát Thiện Thanh Tịnh Tuệ, Đại Bồ Tát Quảng Tuệ, Đại Bồ Tát Đức Bản, Đại Bồ Tát Thắng Nghĩa Sinh, Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, Đại Bồ Tát Từ Thị, Đại Bồ Tát Mạng Thù. Phẩm 2 Thắng Nghĩa. Nghĩa Thắng Nghĩa đế tướng. Bây giờ ở trước Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát Như Lý Thịnh Vấn hỏi Đại Bồ Tát giải thâm ý nghĩa, nghĩa ý. Tôi Thắng Tử, nói các pháp bất nhị thì các pháp là những gì? Tại sao lại bất nhị? Đại Bồ Tát giải thâm nghĩa ý trả lời Đại Bồ Tát Như Lý Thịnh Vấn. Này Thiện Nam, các pháp đại khái có hai, một là hữu vi, hai là vô vi. Trong ấy hữu vi không phải là hữu vi, không phải là vô vi. Vô vi không phải là vô vi, không phải là hữu vi, nên nó là bất nhị. Đại Bồ Tát Như Lý Thịnh Vấn lại hỏi Đại Bồ Tát giải thâm nghĩa ý. Tôi Thắng Tử, như thế nào gọi là hữu vi, không phải là hữu vi. Vô vi không phải là vô vi, hữu vi. Đại Bồ Tát giải thâm nghĩa ý trả lời Đại Bồ Tát Như Lý Thịnh Phấn. Này Thiện Nam, nói hữu vi thì đó là cái đức của bản sư giả thiết. Nếu là cái đức của bản sư giả thiết
Thì cái ấy là biến cái chấp trước và được ngôn ngữ diễn tả. Nếu là cái biến cái chấp trước và được ngôn ngữ diễn tả, thì cuối cùng chỉ toàn là cách biến cái chấp trước và ngôn ngữ diễn tả, chứ không phải chân thật. Vì vậy mà không phải là hữu vi. Nói vô vi thì cũng rơi vào ngôn ngữ. Ngoài hữu vi vô vi mà nói chút ít thì đi nữa thì cũng là như thế. Thế nhưng không phải không sự thể mà nói có vô. Sự thể ấy là gì? Là các thánh giả bằng sự thấy biết rất bậc thánh tách rời ngôn ngữ nên thể hiện sự chánh biết các giác đối với pháp tánh, rồi chính nơi pháp tánh tách rời ngôn ngữ ấy, các vị muốn làm cho người khác cũng thể hiện chánh biết giác nên giải thiết ngôn ngữ từ mà nói là hữu vi. Thì anh em nói vô vi thì đó cũng là cái đức của bản sơ giải thiết. Nếu là cái đức của bản sơ giải thiết thì cái ấy là biến cái chấp trước và được ngôn ngữ diễn tả. Nếu là cái biến cái chấp trước và được ngôn ngữ diễn tả thì cuối cùng chỉ toàn là cách biến cái chấp trước và ngôn ngữ diễn tả chứ không phải chân thật. Vì vậy mà không phải là hữu vi. Nói hữu vi thì cũng xa vào ngôn ngữ. Ngoài vô vi hữu vi mà nói chút ít thì đi nữa cũng là như thế. Thế nhưng không phải không sự thể mà nói có vô. Sự thể ấy là gì? Là các thánh giả bằng sự thể biết rất bậc thánh tách rời ngôn ngữ nên thể hiện sự chánh biến giác đối với pháp tánh, rồi chính nơi pháp tánh tách rời ngôn ngữ ấy, các vị muốn làm cho người khác cũng thể hiện chánh biến giác nên giải thiết ngôn từ mà nói là vô vi. Lúc ấy Đại Bồ Tát nghĩa lý Như Lý thỉnh vấn lại hỏi Đại Bồ Tát giải thâm nghĩa ý tối thắng tử như thế nào gọi là sự thể các thánh giả bằng sự thấy biết rất bậc thánh tách rời ngôn ngữ nên thể hiện sự chánh biến giác đối với pháp tánh, rồi chính nơi pháp tánh tách rời ngôn ngữ ấy, các vị muốn làm cho người khác cũng thể hiện chánh biến giác nên giải thiết ngôn từ mà hoặc nói là hữu vi hoặc nói là vô vi. Đại Bồ Tát giải thâm nghĩa ý trả lời Đại Bồ Tát Như Lý thỉnh vấn. Thì anh em như nhà ảo thuật hay đồ đệ của nhà ảo thuật đứng giữa ngã tư gồm cọ lá ngói gạch và những vật liệu cùng việc làm ra những ảo trạng tượng binh mã binh xa binh bộng binh mani trân châu lưu ly lo bối bích ngọc san hô kho tàng tiền của kho tàng cốc gạo. Những kẻ thuộc loại ngu đần hiểu sai không trí thức thì thấy nghe những ảo trạng trên với các vật liệu rồi thì rằng những gì mình thấy nghe thật là tượng binh cho đến kho tàng thóc gạo, là y như sự thấy nghe ấy mà cố chấp bày diễn tả cho rằng chỉ sự thấy nghe ấy là đúng, ai nói khác đi là dốt và dối cả. Những kẻ như vậy sau đó rất cần quan sát lại. Còn những người thuộc loại không ngu đần hiểu đúng có trí thức thì thấy nghe những ảo trạng trên chỉ các vật liệu rồi, nghĩa rằng những gì mình thấy nghe toàn không thật từ bên cho đến kho tàng tóc gạo. Thế nhưng có những ảo trạng mê hoặc thị giác nên tưởng đây là bản thân con voi và đây là chi tiết trên bản thân ấy, cho đến tưởng đây là bản thân kho tàng tóc gạo và đây là chi tiết trên bản thân ấy. Họ không y như sự thấy nghe mà cố chấp gì phải diễn tả cho rằng chỉ sự thấy nghe ấy là đúng, ai nói khác đi là dốt và dối cả. Nhưng họ muốn làm cho người khác cũng biết sự thật như vậy nên cũng sử dụng ngôn từ. Những người như vậy sau đó không cần quan sát nữa. Tương tự như vậy, những kẻ thuộc loại ngu phu, thuộc loại dị sinh, chưa được tuệ giác siêu việt thế gian của các vị thánh giả thì không thể thấu hiểu pháp tánh tách rời ngôn ngữ của các pháp nên thấy nghe các pháp hữu vi vô vi, rồi nghĩ rằng cái mình thấy nghe được đó quyết định thật là hữu vi hay vô vi, lại đúng như sự thấy nghe ấy mà cố chấp và diễn tả cho rằng chỉ sự thấy nghe ấy là đúng, ai nói khác đi là dốt và dối cả. Những kẻ như vậy sau đó rất cần quan sát lại. Còn những người không thuộc loại ngu phu đã thấy chân lý của thánh giả, đã được tuệ giác siêu việt của thế gian của thánh giả thì thấy thấu hiểu một cách đúng như thật sự thật về pháp tánh tách rời ngôn ngữ của các pháp,
Nên thấy nghe các pháp hữu vi hay vô vi rồi, nghĩa rằng các bình thấy nghe được đó, quyết định không thật là hữu vi vô vi. Thế nhưng, có hành tướng của sự phân biệt như ảo trạng mê hoặc tuệ giác, nó có ý tưởng về bản thân hữu vi hay vô vi, có ý tưởng về chi tiết nơi bản thân hữu vi hay vô vi. Nghĩ như vậy nên không y như sự thấy nghe mà có chấp và diễn tả, cho rằng chỉ sự thấy nghe ấy là đúng, ai nói khác đi là dốt và dối cả. Nhưng họ muốn làm cho người khác cũng biết sự thật như vậy, nên cũng sử dụng ngôn từ. Những người như vậy sau đó không cần quan sát nữa. Vì vậy này thì Nam, trong sự thể này, các vị thánh giả, bằng sự thấy biết tất thánh, tách rời ngôn ngữ nên thể hiện sự chánh biết giác đối với pháp tánh, rồi chính nơi pháp tánh tách rời ngôn ngữ ấy. Các ngài muốn làm cho người khác cũng thể hiện cho biến giác nên giả thiết ngôn từ mà nói là hữu vi, nó là vô vi. Đại Bồ Tát Giải Thâm nghĩ ý muốn khuyên tuyên lại nghĩa trên, nên nói kệ pháp tánh bất nhị, tách rời ngôn ngữ. Mà Thế Tôn nói thì rất sâu xa, không phải người ngu có thể hiểu biết với pháp tánh ấy. Những kẻ ngu phu thì bị mê hoặc, bị sự ngu dốt nên thích nắm lấy hai pháp y cứ, vận dụng ngôn từ, hí luận đủ cách, họ thành những kẻ thuộc nhóm bất định, hay còn hơn nữa thuộc nhóm tà định, nên đã trôi lăn ở trong cái khổ của sự sống chết rất là lâu dài, nên lại trái nghịch đối với tuệ giác cùng giới ngôn luận rất là chính xác. Nên trong vị lai họ phải sinh vào loài bò, loài dê, các loài như thế. Bây giờ Đại Bồ Tát Pháp Dũng Bạch. Kinh bạch Đức Thế Tôn, ở phía đông cõi này qua 72 hàng hà sa thế giới hệ, có thế giới hệ tên đủ tiếng khen lớn. Đức Thế Tôn giáo chủ hiệu tiếng khen rộng rộng lớn. Trước đây con từ cõi Phật ấy mà đến cõi này. Từ cõi Phật ấy con từng thấy một nơi có 77.000 ngoại đạo, có các bậc thầy của họ cùng ngồi với nhau để nghĩ về sắc thái của thắng nghĩa nơi các pháp. Họ chung nhau bàn luận, cân nhắc xem xét, suy tầm khắp cả mà rốt cuộc họ không biết được thắng nghĩa của các pháp. Chỉ có những cái biết phức tạp, mâu thuẫn bất định, họ chống nhau, cãi nhau, biện luận xuất ra, giáo với lao và đâm thập nhau, quấy phá nhau. Rồi họ giải tán với con nghĩ riêng như vậy. Sự xuất thế của các Đức Thế Tôn thật là hiếm có. Bởi vì nhờ sự xuất thế ấy mà đối với cái thắng nghĩa siêu việt, lĩnh vực tầm tư vẫn có những người thấu suốt chứng ngộ. Đức Thế Tôn bảo Thiện Nam đúng vậy, đúng như ông nói. Đối với thắng nghĩa siêu việt tầm tư, Như Lai đã thành tựu chánh biến giác và nói rõ cho mọi người. Này Pháp Dũng, Như Lai nói thắng nghĩa thì thánh giả từ chứng ngộ từ bên trong, có đối tượng tầm tư thì dị sinh truyền cho nhau mà hiểu biết. Thế nên do điều này mà ông nên biết thắng nghĩa siêu việt lĩnh vực tầm tư. Này Pháp Dũng, Như Lai nói thắng nghĩa thì tự giác vô tướng lãnh hội, còn tầm tư thì chỉ biết về đối tượng hữu tướng. Thế nên Pháp Dũng, do điều này mà ông nên biết thắng nghĩa siêu việt lĩnh vực tầm tư. Pháp Dũng, Như Lai nói thắng nghĩa thì không thể nói phô, còn tầm tư thì chỉ biết bằng sự nói phô. Do điều này mà ông nên biết thắng nghĩa siêu việt lĩnh vực tầm tư. Pháp Dũng, Như Lai nói thắng nghĩa thì tuyệt hết mọi sự biểu thị, còn tầm tư thì chỉ biết bằng sự biểu thị. Thế nên Pháp Dũng, do điều này mà ông nên biết thắng nghĩa siêu việt lĩnh vực tầm tư. Pháp Dũng, Như Lai nói thắng nghĩa thì tuyệt hết mọi sự tranh luận, còn tầm tư thì chỉ biết bằng sự tranh luận. Thế nên Pháp Dũng, do điều này mà ông nên biết thắng nghĩa siêu việt lĩnh vực tầm tư. Này Pháp Dũng, nên nhận thức rằng tựa như có kẻ suốt đời đã quen mùi vị cay đắng tựa với mùi vị của mật và đường, kẻ ấy không thể tầm tư so sánh tên hiểu. Hoặc như những kẻ trong bao thời gian khẳng định dục vọng lưỡi dục nung đốt thì đối với các vua siêu thoát tinh tế do từ bên trong đã loại bỏ năm dục, kẻ ấy không thể tầm tư so sánh tên hiểu. Hoặc như những kẻ trong bao thời gian khẳng định ngôn từ, ưa thích ngôn từ hoa dạng của thế gian thì đối với cái vui lặng thinh thánh thiện do sự yên tĩnh từ bên trong, kẻ ấy không thể tầm tư so sánh tên hiểu. Hoặc như những kẻ trong bao thời gian khẳng định sự biểu thị của thế nghe hay biết, ưa thích những sự biểu thị của có tính thế gian thì đối với niết bàn hoàn toàn hảo do hủy diệt mọi sự biểu thị
và cái thân năm uẩn, kẻ không thể tầm tới so sánh tinh hiểu. Hoặc như những kẻ mà trong bao thời gian khẳng định về ngã sở, chiếm hữu và tranh luận, ưa thích mọi sự tranh luận của thế gian, đối với sự không ngã sở, chiếm hữu và tranh luận của nhân loại ở đại lục Bắc Cô Lô, kẻ không thể tầm tư so sánh tinh hiểu. Tương tự như vậy, áp dụng những kẻ tầm tư đối với thắng nghĩa sự việc cái biết của tầm tư và không thể tầm tư so sánh tinh hiểu. Để lập lại ý nghĩa đã nói, lúc ấy Đức Thế Tôn nói lại bài tụng sau đây: chứng ngộ từ trong, vô tướng lãnh hội, không thể nói vô, tùy hết biểu thị, đình chỉ tranh luận, thắng nghĩa như vậy, siêu việt hết thảy, sắc thái tầm tư. Lúc ấy Đại Bồ Tát Thiền Thanh Tịnh Tuệ Bạch, và Thế Tôn thật kỳ diệu kỳ, thật khéo giảng nói thắng nghĩa rất vi tế, rất sâu, rất khó thấu, vượt trội đặc tính đồng nhất hay dị biệt đối với các thế hành. Bạch Thế Tôn, chính tại cõi này con từng thấy một nơi có các vị Bồ Tát đồng đẳng tu hành chân thật về quả vị thắng giải, hành cùng ngồi với nhau, chung nhau nghĩ bàn về thắng nghĩa đối với các hành là một hay khác nhau. Trong đó có một số nói thắng nghĩa với các hành hoàn toàn là một, một số nói không phải thắng nghĩa với các hành hoàn toàn là một, mà là tuyệt đối khác nhau. Một số nghi hoặc do dự nói các vị ấy, ai thật ai dối, ai đúng ai sai. Khi một số nói thắng nghĩa với các hành là một, một số nói thắng nghĩa với các hành khác nhau. Bạch Thế Tôn, như vậy, thế như vậy con nghĩ rằng các thiện nam này ngây thơ, không sáng, không khéo và không đúng đối với thắng nghĩa rất vi tế, rất sâu và sự việc nhất dị đối với các hành, họ không thấu hiểu. Đại Bồ Tát Thiện Thanh Tịnh Tuệ kính bạch như vậy rồi, Đức Thế Tôn nói thiện nam đúng vậy, đúng như ông nói, các thiện nam ấy ngây thơ, không sáng, không khéo và không đúng đối với thắng nghĩa rất vi tế, rất sâu và sự việc nhất dị đối với các hành, họ không thấu hiểu. Lý do là vì đối với các hành không phải ghi nhận thức như vậy mà họ mà gọi là thấu hiểu hay chứng ngộ thắng nghĩa. Trước hết này thiện thanh tịnh tuệ, nếu thắng nghĩa với các hành là một thì đáng lẽ hiện nay tất cả hiện sinh đã thấy đế lý, đã được niết bàn yên ổn, đã chứng bồ đề tối thượng. Nếu thắng nghĩa với các hành khác nhau thì đáng lẽ người ấy, người đã thấy đế lý, không thể trừ khử các hành. Không trừ khử các hành thì không thể giải thoát tướng được, không giải thoát tướng được tướng phược thì không thể giải thoát trọng phược. Không giải thoát hai phược ấy thì không thể được niết bàn yên ổn, cũng không thể chứng bồ đề tối thượng. Nhưng vì hiện nay các loại vị sinh không phải đã thấy đế lý, không phải đã được niết bàn yên ổn, cũng không phải đã chứng bồ đề tối thượng, cho nên cho thắng nghĩa với các hành là một thì phi lý. Nói thắng nghĩa với các hành là một thì do đạo lý này mà ông nên biết họ nói không đúng. Mà khác vì hiện nay không phải những người thấy đế lý không thể loại bỏ các hành, mà là loại bỏ được. Không phải không thể giải thoát tướng phược, mà là giải thoát được. Không phải không thể giải thoát những cái ràng buộc, mà là giải thoát được. Giải thoát được hai phược nên cũng được niết bàn yên ổn và chứng bồ đề tối thượng. Nên cho thắng nghĩa với các hành khác nhau thì phi lý. Nói thắng nghĩa với các hành khác nhau thì do đạo lý này mà ông nên biết họ nói không đúng. Thứ nữa này, thiện thanh tịnh tuệ, nếu thắng nghĩa với các hành là một thì đáng lẽ các hành là tạp nhiễm, thắng nghĩa cũng tạp nhiễm. Nếu thắng nghĩa với các hành khác nhau thì đáng lẽ không phải cộng tướng của các hành và là thắng nghĩa. Nhưng vì hiện nay thắng nghĩa không phải là tạp nhiễm, mà khác về cộng tướng của các hành và là thắng nghĩa, nên nói thắng nghĩa với các hành là một hay khác nhau thì đều phi lý. Nói thắng nghĩa với các hành là một hay khác nhau thì do đạo lý này mà ông nên biết họ nói không đúng. Sau nữa này, thiện thanh tịnh tuệ, nếu thắng nghĩa với các hành là một thì đáng lẽ thắng nghĩa là phi sai biệt, các hành cũng phi sai biệt. Để lệ hành giả của quán thắng nghe hay biết các hành rồi sau đó không còn tìm biết thắng nghĩa. Nếu thắng nghĩa với các hành khác nhau thì đáng lẽ không phải cái được hiển lộ bởi các hành vô ngã vô tánh chính là thắng nghĩa. Thắng lẽ tạp nhiễm và thanh tịnh cùng lúc dị biệt mà song lập. Nhưng vì hiện nay các hành là sai biệt chứ không phải phi sai biệt, vì hành giả tu quán thắng nghe hay biết các hành rồi sau đó còn tìm biết thắng nghĩa. Mặt khác,
vì chánh cái được hiển lộ cho các hành vô ngã do tánh gọi là thắng nghĩa, do không phải tạp nhiễm và thanh tịnh cùng lúc dị biệt mà song lập. Nên cho thắng nghĩa với các hành là một hay khác nhau thì đều phi lý. Nói thắng nghĩa với các hành là một hay khác nhau là do đạo lý này mà ông nên biết họ nói không đúng. Này thiện thanh tịnh tuệ, như sắc trắng nơi loa bối, không dễ gì nói là một hay khác nhau với loa bối. Như sắc trắng nơi loa bối, sắc vàng nơi vàng cũng vậy. Như khúc nhạc hòa nơi âm thanh đàn hầu, không dễ gì nói là một hay khác nhau với âm thanh đàn không hầu. Như hơi thơm hòa nơi trầm đen, không dễ gì nói là một hay khác nhau với trầm đen. Như vị cay nơi hạt tiêu, không dễ gì nói là một hay khác nhau với hạt tiêu. Như vị cay nơi hạt tiêu, vị bùi nơi trái hoa lê cũng vậy. Như sự láng mịn nơi lụa tơ tằm, không dễ gì nói là một hay khác nhau với lụa tơ tằm. Như ván sữa nơi sữa chín, không dễ gì nói là một hay khác nhau với sữa chín. Như sự vô thường nơi các hành, sự khổ não nơi hữu lậu, sự vô ngã nơi các pháp, không dễ gì nói là một hay khác nhau với các hành, hữu lậu và các pháp. Sự thác loạn và tạp nhiễm nơi tham, không dễ gì nói là một hay khác nhau với tham. Như nơi tham, nơi sân và nơi si cũng vậy, tương tự như thế. Thiện thanh tịnh tuệ, không thể quy định thắng nghĩa với các hành là một hay khác nhau. Này thiện thanh tịnh tuệ, đối với thắng nghĩa siêu việt một khác các hành như vậy, rất vi tế, rất sâu và rất sâu, khó biết và cực kỳ khó biết, Như Lai đã đạt được chánh biến giác. Chánh biến giác rồi, Như Lai nói rõ cho người. Lúc này Đức Thế Tôn muốn lặp lại ý nghĩa đã nói nên nói bài tụng sau đây. Thắng nghĩa các hành, siêu việt một khác, phân biệt một khác là biết không đúng. Chúng sinh thì bị tướng phược, trọng phược, xuyên tu chỉ quán mới giải thoát được. Khi Đức Thế Tôn hỏi Trường Lão Thiện Hiện, Thiện Hiện trong chúng sanh giới, Trường Lão có biết bao nhiêu người có tăng thượng mạng, chưa tăng thượng mạng chi phối mà xác định sự hiểu biết của mình, bao nhiêu người không tăng thượng mạng mà xác định sự hiểu biết của mình? Trường Lão Thiện Hiện bạch, bạch Thế Tôn, trong chúng sanh giới con biết chỉ có một số người không tăng thượng mạng mà xác định sự hiểu biết của mình, nhưng có vô số người có tăng thượng mạng, do tăng thượng mạng chi phối mà xác định sự hiểu biết của mình. Bạch Thế Tôn, có một lần con ở chỗ thanh vắng trong rừng cây lớn, bây giờ có nhiều vị tỳ kheo cùng ở trong rừng ấy gần con. Các vị tỳ kheo này trong phần sâu của ban ngày lần lượt hồi lại căn cứ sự hiện quán có thủ đắc mà nói các pháp, xác định sự hiểu biết của mình. Tóm lại, một số do thủ đắc về quẩn, tức thủ đắc đặc tính của quẩn, thủ đắc sự phát sinh của quẩn, thủ đắc sự tận diệt của quẩn, thủ đắc sự tác chứng về sự diệt tận của quẩn, nên xác định sự hiểu biết của mình. Như một số do thủ đắc về quẩn, một số do thủ đắc về xứ, thì một số do thủ đắc về duyên khởi thì cũng như vậy. Một số do thủ đắc về thực, thủ đắc đặc tính của thực, thủ đắc sự phát sinh của thực, thủ đắc sự tận diệt của thực, thủ đắc sự tác chứng về sự tận diệt của thực, nên xác định sự hiểu biết của mình. Một số do thủ đắc về đế, thủ đắc đặc tính của đế, thủ đắc sự biến tri về đế, thủ đắc sự vĩnh đoạn về đế, thủ đắc sự tác chứng về đế, thủ đắc sự vô thập về đế, nên xác định sự hiểu biết của mình. Một số do thủ đắc về giới, thủ đắc đặc tính của giới, thủ đắc chủng loại của giới, thủ đắc đa dạng của giới, thủ đắc sự tận diệt của giới, thủ đắc sự tác chứng về sự tận diệt của giới, nên xác định sự biết của mình. Một số do thủ đắc về niệm trú, thủ đắc đặc tính của niệm trú, thủ đắc về chủ thể đối trị và đối tượng được đối trị của niệm trú, thủ đắc sự tu tập về niệm trú, thủ đắc sự chưa phát sinh thì làm cho phát sinh của niệm trú, thủ đắc sự đã phát sinh thì làm cho kiên cố, bởi phần tu tập cao lên và rộng ra của niệm trú, nên xác định sự hiểu biết của mình. Như một số do thủ đắc về niệm trú, những số như thủ đắc về chánh đoạn, như thủ đắc về thần túc, như thủ đắc về căn, như thủ đắc về lực, như thủ đắc về giác chi thì cũng như vậy. Một số do thủ đắc về tám chi thánh đạo,
tôi đắc đặc tính của tánh di tánh đạo, tôi đắc về chủ thể đối trị và đối tượng được đối trị của tánh di tánh đạo, tôi đắc về sự tu tập về tánh di tánh đạo, tôi đắc sự chưa phát sinh thì làm cho phát sinh của tánh di tánh đạo, tôi đắc sự đã phát sinh thì làm cho kiên cố. Bởi phần tu tập cao lên và rộng ra của tánh di tánh đạo, nó xác định sự hiểu biết của mình. Bạch Thế Tôn, con thấy như vậy sao của mình? Các vị trưởng lão này căn cứ sự hiện quán có thủ đắc và nói các pháp xác định sự hiểu biết của mình như thế, thì biết các vị toàn là tăng thượng mạng, bị tăng thượng mạng chi phối nên không thể thấu hiểu đặc tính phổ biến toàn thể và đồng nhất tính vị của thắng nghĩa. Vì thế nên Thế Tôn thật kỳ diệu, Thế Tôn thật khéo nói, đó là Thế Tôn nói thắng nghĩa rất vi tế và cùng cực, rất vi tế, rất sâu và cùng cực rất sâu, khó biết và cùng cực khó biết, phổ biến toàn thể và đồng nhất tánh vị. Bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo tu học trong chánh pháp mà còn khó thấu hiểu đặc tính phổ biến nhất nguyện và thắng nghĩa, huống chi những người ngoại đạo. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo trưởng lão thiện hiện, đối với vài trưởng lão thiện hiện, đối với thắng nghĩa rất vi tế và cùng cực rất vi tế, rất sâu và cùng cực rất sâu, khó biết và cùng cực khó biết, phổ biến toàn thể và đồng nhất tánh vị. Như Lai đã thể hiện chánh biến giác. Chánh biến giác rồi, Như Lai nói rõ cho mọi người. Trước hết này thể hiện, Như Lai đã nói cái đối tượng được duyên với thanh tịnh nơi toàn thể năm uẩn chính là thắng nghĩa. Như Lai đã nói cái đối tượng được duyên thanh tịnh nơi toàn thể 12 xứ, 12 duyên khởi, 4 thuật, 4 đế, 18 giới, 4 niệm trú, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 3 chỉ giác chi và 8 thánh đạo, chính là thắng nghĩa. Cái đối tượng được duyên thanh tịnh ấy nơi toàn thể năm uẩn, nó là đồng nhất tánh vị, không có gì biệt. Như nơi toàn thể năm uẩn thì nơi toàn thể 12 xứ cho đến nơi toàn thể 8 thánh đạo, nó cũng là như vậy, đồng nhất tánh vị, không có gì biệt. Thế nên thiền hiện cho đạo lý này mà trưởng lão hãy nhận thức thắng nghĩa là phổ biến toàn thể, đồng nhất tánh vị. Lại nữa, này thiền hiện, các vị tỳ kheo tu quán thấu hiểu chân như thắng nghĩa vô ngã nơi một quẩn, thì không cần tìm cầu chân như thắng nghĩa ấy riêng biệt nơi các quẩn khác, nơi 12 xứ cho đến nơi tam thánh đạo. Và chính cái trí thích ứng nơi với chân như thắng nghĩa bất dị này làm căn cứ mà thẩm cứu tiến chứng chân như thắng nghĩa phổ biến và toàn thể đồng nhất tánh vị. Thế nên thiền hiện do đạo lý này mà trưởng lão hãy nhận thức thắng nghĩa là phổ biến toàn thể và đồng nhất tánh vị. Sau nữa này thiền hiện, như năm uẩn thì triển chuyển khác nhau, như 12 xứ cho đến 8 thánh đạo thì cũng triển chuyển khác nhau. Nếu chân như thắng nghĩa vô ngã của toàn thể các pháp ấy mà cũng khác nhau, thì chân như thắng nghĩa này đáng lẽ cũng có nhân tố, do nhân tố xuất sinh. Nếu do nhân tố xuất sinh thì đáng lẽ là hữu vi, nếu là hữu vi thì đáng lẽ không phải thắng nghĩa, nếu không phải thắng nghĩa thì đáng lẽ phải tìm cầu thắng nghĩa nào khác nữa. Nhưng này thiện hiện, do chân như thắng nghĩa vô ngã không có nhân tố, không phải không nhân tố xuất sinh, cũng không phải hữu vi, mà đích là thắng nghĩa, nên chứng ngộ thắng nghĩa ấy rồi thì không còn tìm cầu thắng nghĩa nào khác nữa, mà chỉ thấy chỉ có thường xuyên, vĩnh viễn, như là xuất thế hay không xuất thế, pháp tánh các pháp vẫn an lập, pháp giới các pháp vẫn an trú. Thế nên này thiện hiện, cho đạo lý này mà trường lão hãy nhận thức thắng nghĩa là phổ biến toàn thể và đồng nhất tánh vị. Thiện hiện, tự như trong toàn thể hình sắc khác nhau, đa dạng và đa số, hư không vẫn không hình sắc, không phân biệt, không biến đổi, mà là phổ biến và nhất vị. Tương tự như vậy, nơi toàn thể các pháp khác đặc tính và khác sắc thái, thắng nghĩa vẫn là phổ biến và nhất vị. Trong quay Đức Thế Tôn muốn lặp lại ý nghĩa đã nói nên nói bài tụng sau đây. Chính cái thắng nghĩa phổ biến nhất vị, Như Lai nói là không có khác nhau, đâu có kẻ nào phân biệt khác nhau, kẻ ấy tối mê thượng mạng chi phối. Phẩm 3, tâm thức, tâm ý, thức tướng. Bây giờ Đại Bồ Tát Quảng Tuệ Bạch Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói Bồ Tát sẽ biết mật nghĩa tâm ý thức. Vậy Bồ Tát sẽ biết mật nghĩa tâm ý thức như thế nào?
mới được gọi là Bồ Tát Khai Biết Mật Nghĩa Tâm Ý Thức, và cho rằng do đâu mới được Thế Tôn quy định vì Bồ Tát ấy là Bồ Tát Khéo Biết Mật Nghĩa Tâm Ý Thức. Đại Bồ Tát Quảng Tuệ bạch họ như vậy rồi. Đức Thế Tôn nói, tốt lắm Quảng Tuệ, ông có thể hỏi Như Lai cái nghĩa sâu xa như vậy. Vậy là ông muốn tạo nên yên vui cho lượng chúng sinh. Ông thương tưởng cả thế giới loài người và tám bộ loài khác, muốn làm cho họ được lợi thật, được yên vui nên phát ra câu hỏi vừa rồi. Ông hãy nghe kỹ, Như Lai sẽ nói cho ông về mật nghĩa tâm ý thức. Trước hết này Quảng Tuệ, ông nên nhận thức rằng sự sinh tử trong sáu đường, chúng sinh chết ở thế giới nào và sinh vào thế giới nào, thì thân thể hoặc sinh trong loài sinh bằng trứng, hoặc sinh trong loài sinh bằng thai, hoặc sinh trong loài sinh bằng ẩm thấp, hoặc sinh trong loài sinh bằng biến hóa, hoặc sự sinh ấy đầu tiên do chủng tự thức vốn đã thành thục, nay triển chuyển hòa hợp tuần tự lớn lên. Với hai sự chấp thọ của thức ấy, một là chấp thọ các sắc căn và đối tượng được nương tự dựa của các sắc căn, hai là chấp thọ chủng tử của tướng danh và phân biệt, loại chủng tử do ngôn từ hỷ luận mà có, sinh trong thế giới có hình sắc thì có đủ hai sự chấp thọ vừa nói, còn sinh trong thế giới không hình sắc thì không đủ hai sự chấp thọ ấy. Lại nữa này Quảng Tuệ, thức ấy cũng tên là A Đà Na vì nó theo mà nắm giữ thân thể, cũng tên là A Lại Gia vì nó chấp thọ mà cùng yên cùng nguy với thân thể, cũng tên là tâm vì nó do sắc thanh hương vị xuất phát tiếp tục tăng trưởng. Sau nữa là Quảng Tuệ, chính thức A Đà Na làm nền tảng và xây dựng mà phát sinh sáu thức nhãn nhĩ tỷ thiên thân ý do nhãn căn và sắc cảnh làm chuyên tố mà sinh phát sinh nhãn thức, đồng thời đồng cảnh có ý thức cùng phát sinh với nhãn thức ấy, do các căn nhĩ tỷ thiệt thân và các cảnh thanh hương vị xuất làm chuyên tố mà phát sinh các thức nhĩ tỷ thiệt thân, đồng thời đồng cảnh có ý thức cùng phát sinh với các thức nhĩ tỷ thiệt thân ấy. Như vậy nếu một lúc nào đó chỉ có một thức phát sinh thì một thì lúc đó chỉ có một ý thức cùng phát sinh với một thức ấy. Nếu một lúc nào đó có 2 đến 5 thức phát sinh thì lúc đó cũng chỉ có một ý thức cùng phát sinh với 2 đến 5 thức ấy. Ví như dòng nước chảy vừa mạnh vừa lớn, nó có duyên tố nổi một cơn sóng thì một cơn sóng nổi lên, nó có duyên tố nổi 2 thì đến nhiều cơn sóng, thứ 2 đến nhiều cơn sóng nổi lên. Như bản thân dòng nước vẫn chảy mãi không dứt không hết, là như mặt gương tốt và sáng. Nếu có duyên tố hiện một hình ảnh thì chỉ một hình ảnh hiện ra, nó có 2 đến nhiều duyên tố hiện 2 đến nhiều hình ảnh, 2 đến nhiều hình ảnh hiện ra, nhưng không phải gương mặt gương biến thành hình ảnh, không có sự hết hiện hình ảnh. Tương tự như vậy, do dòng nước thức A Đà Na làm nền tảng và xây dựng, nên một lúc nào đó có duyên tố phát sinh của một thức thì lúc đó một thức phát sinh. Nếu một lúc nào đó có duyên tố phát sinh của 2 đến 5 thức thì lúc đó có 2 đến 5 thức phát sinh. Này Quảng Tuệ, như trên là Bồ Tát có cái trí pháp trú làm nền tảng và xây dựng mà khéo biết thật nghĩa tâm ý thức. Thế như Như Lai không do đây quy định vì Bồ Tát ấy là Bồ Tát khéo biết tất cả mật nghĩa của tâm ý thức. Quảng Tuệ, đến Bồ Tát từ bên trong và rành rẽ đúng như sự thật mà không thấy A Đà Na và thức A Đà Na, không thấy A Lại Gia và thức A Lại Gia, không thấy tích tập và tích tập tâm, không thấy nhãn căn sắc cảnh và nhãn thức, cho đến không thấy ý căn pháp cảnh và ý thức, như thế mới gọi là vị Bồ Tát khai biết thắng nghĩa. Và do đây Như Lai quy định vị Bồ Tát ấy là Bồ Tát khai biết thắng nghĩa, cũng ngang đây gọi là vị Bồ Tát khai biết tất cả mật nghĩa của tâm ý thức. Và cũng ngang đây Như Lai quy định vị Bồ Tát ấy là Bồ Tát khai biết tất cả mật nghĩa của tâm ý thức. Muốn lập lại ý nghĩa đã nói, lúc này Đức Thế Tôn nói bài tụng sau đây: Thức A Đà Na cùng cực vi tế, tất cả chủng tử như dòng nước mạnh, Như Lai không nói cho kẻ phàm phu so phân biệt chấp làm bản ngã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh giải Tâm Mật quyển 1. Nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm tây phương Phật tịnh độ trên đường bốn ân nặng như của ba đường, nếu có ai thấy nghe để phát tâm bồ đề.
ông báo thân này sanh địa cõi cực lạc, nam mô tịnh cực lạc thế giới đại từ đại bi thế giới đại sư a di đà phật.